Ok, xin chào tất cả các anh em. Thì sau khoảng thời gian mình làm YouTube thì cuối cùng mình cũng đã nhận được cái tài mã pin Google Adsense để mở bật kiếm tiền nha anh em. Hôm nay mình rất là vui ha, mình cảm ơn các anh em đã ủng hộ mình trong suốt thời gian vừa qua. Rồi bây giờ mình sẽ khui mã pin để tiến hành bật kiếm tiền. Và hy vọng là sau thời gian này thì anh em ủng hộ mình ngày càng nhiều hơn và cho mình nhiều lượt đăng ký cũng như là lượt view hơn. Để mình có thể thu nhập được tháng lương đầu tiên như thế nào nha anh em. Cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Hy vọng anh em có thể ủng hộ mình trong suốt thời gian tới. Cảm ơn anh em rất nhiều. Xin chào tất cả các anh em.